Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long tạo điều kiện cho bọn buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc Ngày 5 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài Nạn lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn tiếp diễn Theo đó, nếu vào những trang Facebook về kết hôn Việt Trung Hàn hiện nay không khó để bắt gặp những lời chào mời làm vợ cho những người đàn ông Trung Quốc tiền xính lễ đôi khi chỉ khoảng hơn 100 triệu đồng BBC cho biết, Pacific Links Foundation, một tổ chức phi chính phủ về hoạt động tích cực phòng chống nạn buôn bán người tại các vùng biên giới Việt Nam, với sự đồng ý của các nạn nhân, đã chia sẻ với BBC câu chuyện của một số nạn nhân, hình ảnh, bài trên BBC. Một phụ nữ làm công nhân ở Bình Dương bị mất việc do COVID vào năm 2021, tin lời những kẻ buôn người trên internet rằng qua Trung Quốc có việc làm và Trung Quốc không có dịch COVID. Nạn nhân đã theo các đối tượng đi qua đường tiểu ngạch sang bên kia biên giới, sau đó bị ép lấy chồng, từ khi từ chối thì bị đánh đập. Cô đành cam chịu lấy một người và giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng tin của chồng, đồng thời học một ít tiếng Trung và tìm cách chạy đến đồn cảnh sát cầu cứu. Tháng 11 năm 2021, cô được hỗ trợ hồi gia về lại quê nhà tận Đồng bằng sông Cửu Long. Câu chuyện thứ hai, một phụ nữ Hờ Mông bị lừa sang Trung Quốc từ gần 20 năm trước, bị ép lấy chồng và có một người con. Người con chết từ lúc mới 4 tuổi. Do không có giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký kết hôn nên không được bảo vệ nơi xứ người. Chị bị trục xuất về Việt Nam dù đã ở đó hàng chục năm. Sau đó đã được hỗ trợ và tìm được người em gái của chị sau gần hai thập kỷ tưởng không bao giờ gặp lại. Câu chuyện thứ ba, Năm 2015, một người phụ nữ Việt Nam bị bạn thân lừa bán sang Trung Quốc, bị ép lấy chồng Trung Quốc và bị gia đình chồng bóc lột lao động. Sau khi sinh một người con gái, cô bị gia đình chồng bắt đi làm công nhân và tiền lương thì bị họ lấy hết. Chịu không nổi, cô quyết định bỏ trốn. Trên đường chạy trốn đến đồn cảnh sát, cô cứu thêm một cô dâu Việt Nam đồng cảnh ngộ. Hai người được cứu và trao trả về cho công an Việt Nam. Hình ảnh một nghiên cứu về tình trạng cô dâu Việt ở Trung Quốc. BBC dẫn lời bà Lương Hồng Loan, giám đốc chương trình của Pacific Links Foundation cho biết, đường người sang Trung Quốc đường Tiểu Ngạch vẫn diễn ra trước và sau khi Trung Quốc mở cửa sau dịch Covid vào tháng 2 năm 2023. Thủ đoạn cũ như quen qua mạng hẹn ra chợ sát biên giới, có những tên đồng bọn ép các nạn nhân và đưa vào các vùng sâu ở Trung Quốc BBC đã dẫn số liệu của chính phủ Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2018 có khoảng 7.500 nạn nhân bị mua bán đã được giải cứu và tiếp nhận. Đa số nạn nhân là phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài, bị cưỡng ép kết hôn, làm vợ người dân bản địa và bị bóc lột tình dục và cưỡng bức lao động. BBC dẫn nghiên cứu của bà Lương Hiểu Thần, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành xã hội học từ Đại học California cho rằng khái niệm về buôn người qua việc kết hôn không được nhận thức đầy đủ tại Trung Quốc. Nhiều người trong làng thậm chí còn theo dõi hành động của những phụ nữ bị buôn bán sang Trung Quốc để ngăn chặn nỗ lực trốn thoát của họ. Nghiên cứu của bà Lương cho biết, hình ảnh biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Mekong đang tạo ra nạn di dân và tạo cơ hội cho bọn buôn người. Theo BBC, nam giới Trung Quốc đang khó tìm được vợ do đang trong tình trạng bị dư thừa. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tính đến năm 2021, nước này có 33 triệu nam dư thừa so với nữ. Trong khi đó, lấy vợ Việt Nam rẻ hơn nhiều so với lấy vợ Trung Quốc, BBC dẫn một nghiên cứu cho biết, giá để mua một cô dâu Việt Nam khoảng 16.500 USD, tương đương 120.000 nhân dân tệ, tức là hơn 400 triệu đồng vào năm 2020 trong khi lấy một cô dâu Trung Quốc thông thường phải chi 18.400 USD kèm thêm một ngôi nhà và một chiếc xe. Bên cạnh đó, BBC dẫn lời tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp, cố vấn khoa học cho Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ nói Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân của tình trạng di dân ở đồng bằng sông Cửu Long và đây là cơ hội cho bọn buôn người. BBC dẫn nghiên cứu của giáo sư Mark Kondoff và các cộng sự từ Đại học Stanford đưa ra tình huống xấu nhất là 90% hạ nguồn sông Mekong sẽ bị chìm hẳn dưới mực nước biển vào năm 2100. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông cửu long tạo điều kiện cho bọn buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Lại thêm đường dây bán dầm ngàn đô. Ngày 3 tháng 11 báo tuổi trẻ cho hay phá đường dây hoa khôi ca sĩ hot TikToker bán dâm giá ngàn đô. Theo đó, cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có người mẫu ca sĩ hot TikToker, hot Facebooker. Vào ngày 24 tháng 10, tuổi trẻ dẫn bộ công an ngày 3 tháng 11 cho biết Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong giới showbiz với quy mô lớn. Đường dây này do Huỳnh Thanh Thuận, 33 tuổi, quê ở Kiên Giang, làm chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân stylist cầm đầu. Tuổi trẻ cho biết căn cứ tài liệu chứng cứ thu nhập được, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba nghi phạm về hành vi môi giới mại dâm, gồm Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy, 38 tuổi, trú quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, lao động tự do và Lê Thị Thu Thảo, 38 tuổi, trú Kiên Giang, lao động tự do. Theo tuổi trẻ, tại cơ quan điều tra, ba nghi phạm khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Hình ảnh bản tin trên báo tuổi trẻ. Quá trình này thuận thảo duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm khác mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 24 tháng 10 sau khi có người có nhu cầu mua dâm với các gái mại dâm là người trẻ đẹp hoạt động trong giới showbiz, Thuận đã giới thiệu TTL, LHP và HPTH là các người mẫu hoa khôi, ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Tuổi trẻ cho hay mức giá mua dâm với gái bán dâm trong vụ việc từ 60 đến 100 triệu đồng một thua trong nước 2 ngày và 6.000 USD với thua nước ngoài 2 ngày. Vẫn theo tuổi trẻ, ngày 30 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Tuổi trẻ cho biết thêm, thời gian qua, cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện trong giới showbiz Việt Nam diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Hình ảnh ba kẻ môi giới mại dâm đường dây hoa khôi ca sĩ, hot tiktoker, hot facebooker từ năm 2020 đến nay, cục cảnh sát hình sự đã xác lập đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án môi giới mại dâm, gái bán dâm là các thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Theo đó, nghi phạm môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới showbiz như bầu show, quản lý, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân đồng thời xác định vẫn còn tồn tại hình thức môi giới mại dâm dưới dạng sex tour mức giá mua bán dâm có thể lên đến hàng ngàn usd một tour tùy vào thời gian địa điểm mua bán dâm ở trong hay ngoài nước có vẻ như sau những phê phán trên mạng xã hội trong vụ việc lần này công an và truyền thông có tiến bộ hơn khi chỉ nêu tên viết tắt của các cô gái bán dâm hình chụp cũng ở góc độ không nhìn thấy mặt các cô gái chỉ đưa hình ảnh của ba kẻ môi giới mại dâm còn về khách mua dâm thì công an vẫn theo truyền thống là giấu biệt thông tin. Trước đây trong những vụ mua bán dâm, báo chí Việt Nam thường nêu thẳng tên các cô gái bán dâm, chụp hình rõ mặt họ đưa lên báo. Thậm chí có trường hợp còn đưa những hình ảnh bắt quả tang với những tư thế khiếm nhã. Dư luận cho rằng cách đưa tin như vậy là nhằm cha đạp sỉ nhục các cô gái bán dâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin lại thêm đường dây bán dâm ngàn đô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d